ตั้งเยอะมั้ยงั้นก่อนอืมตรงไหนปีนตรงมานี่เกียร์ Ủa chứ bình thường em lấy bụng không có làm mấy cái đó thôi. Âu là trời ơi, thật là quê mùa rồi. Trời lú 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 lú. Chờ. Ủa sao mà đi spa nhiều vậy lắm, tốn mấy chục triệu mà mấy này không biết trời. Âu là trời. Đã sợi kim mà còn cầm cái ống chích như ống chích heo, chích vô nữa hả? Cái ống nó to vậy. Lần đầu tiên thấy có người không hợp đường đen á. Không, sẽ không có mưa vào cuối tuần. Ủa cái gì vậy? Tí nữa mưa mà bây giờ không qua mưa không ta? Em chạy chi vậy? Đi qua làm sắp mặt. Nói chuyện với Hạnh ông này trả lời chị luôn. Coi chị như là không khí. Mệt muốn chết rồi. Bác không chuyện. Bác không chuyện. Bác không chuyện. Kiểu chàng đó kêu có tiếng hót tiếng hót tiếng hót. Không ai trả lời gì luôn. Có cái gì? Tên hót dụng lập đó. Trời ơi. Chị bọn em không thèm hỏng hết là chị ăn. Quá thèm hỏng. Ông Lập ông yếu vậy? Ừ, yếu dễ sợ. Đúng. Ông này chắc có cái bệnh gì vậy? Bệnh tim ông biết. Thế thì chị ôm cái livestream thì chưa làm được gì nữa. Đúng thì nhắn gì nữa. Đúng hả?
căng quá hả anh? Gì ngon hay không hỏi làm gì nữa. Ngon. Bò nó biết nói ghê ta. Em tên gì em? Hai đứa ở nhà chắc. Ủa chị giờ nói với ai? Không nhưng mà thấy ít nó không? Cũng biết nói luôn. Thấy chưa? Chị biết ít nó mà. Hai đứa ấy ít nói ở với nhau là không nói chuyện với nhau rồi. Cái không có tiếng cãi lộn nữa mà. Mắt không thấy đẹp ghê. Đi. Cặp mắt kìa. Cặp cái lông mi vậy không không? Con thủy cho mấy con hiện.
Nhìn trên mặt không có.